Xin chào cả nhà ngày mới nha. Mình hôm nay cũng chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình không có đi săn bắt được cả nhà ơi. Mình với bà xã mình đi chợ về, mới đi chợ về tới nè. Bữa nay hôm nay bà xã mình có mua một ít thịt này. Chút xíu mình kho kho thịt Thịt kho với dưa trứng cút. Còn ở đây là ruột đó cả nhà. Ruột heo chút xíu đó bà xã mình sẽ khìa nước dừa. Rồi đây là khoai mỡ, mình nấu canh khoai mỡ để cho hai đứa con gái mình về về đi học về ăn. Rồi cả nhà cùng đồng hành với hai vợ chồng em nha. chào cả nhà. Rồi bắt tay vô việc đi. Mình cũng xin chia sẻ với cả nhà mình là mình cũng có chuẩn bị là mua một ít vật liệu xây dựng này nè, rồi kêu thợ nó lại nó làm đó cả nhà, nó đổ cột cho mình đặng mình cắt cái trái nhà kế bên hông nhà mình, để trong khi mình thực hiện nấu những món ăn nhân đồng quê mà cho cả nhà mình cùng xem cho vui. Đây cả nhà, giờ mấy anh thợ đã đổ cho mình được mới mấy cây cột này, sau đó mình sẽ cắm xuống lên mé đĩa mà khu vực nhà sau nha cả nhà. Chút xíu mình sẽ quay cái khu vực đó cho cả nhà mình cùng xem. Giờ cát đá này thì mình để đổ đan lên đó cả nhà, rồi chừng nữa mình lót sàn nha cả nhà. Đó. Đây là lúc này mình săn bắt cũng khó khăn nha cả nhà ơi, làm gì nó cũng không có chứ, cái giăng lưới thì cũng không có, cá câu rồi cũng không ăn. Bữa nay hai chồng mình làm ẩm thực tại nhà mình, có gì ăn nấy. Rồi bây giờ mình sẽ ra sau mình cho cả nhà mình xem là mà để mình làm cái trái ở bên hông nhà của mình để sau này để mình nấu lò củi nha cả nhà. Cái vị trí mà để mình làm cái trái nhà sau là từ từ cái mí cửa này nha cả nhà, từ mí cửa này rồi dài xuống chỗ tới cái mí sàn lãng cũ nè, mình dỡ ra hết rồi mình làm tới cái mí cây dừa đó là khoảng 6 mét đó cả nhà. Đây mình sẽ cặm cột rồi mình tháo cái mái tôn này ra luôn, tháo mái tôn ra là bắt đầu mình đâm từ trong cái nhà mình ra ngoài cho nó rộng, rồi mình để đẩy đồ nào của mình đó mình sẽ dẹp vô trong cái kho này, rồi mình làm một cái nhà bếp để nấu cứ nấu nướng ở ngoài này ăn đó cả nhà, mà mình nấu bằng lò củi đó, còn lò ga thì mình nấu ở trong nhà. Đẩy ra luôn. Bốn chai là được 2 lít mấy à? Mình sẽ chặt cái dừa này ra, mình vét cái trái đó mình ăn cái này. Trái này mình cảm thấy ngon quá. Nè, vừa ăn. Mời cả nhà cùng ăn dừa dừa tươi nha. Bạo cái. Ngon ngon quá cả nhà. Ngon ngon quá cả nhà, mời cả nhà nha. Giờ thịt heo bà xã mình đã ốp xong cả nhà. Mình để khoảng 15-20 phút cho nó thấm vô, xong rồi mình mới bắt lên mình kho ăn cả nhà. Mình bắt trứng cút cút. Mình bắt trứng cút của mình luộc ăn cho nó chín, ăn hồi mình ngâm nước mình lọc ra cả nhà. Cục này chút xíu mình phải chà muối rồi lại hơi kỹ lưỡng nữa cả nhà. Rồi mình mới đem lên mình khìa nước dừa nữa cả nhà. Bây giờ thịt mình ướp xong rồi cả nhà. Sau nữa phao nửa tiếng hồi bây giờ mình bắt lên mình sẽ trộn cho nó đều cho nó săn lại nó thấm. Thấm xong rồi cái đầu mình mới đây là nước dừa nè cả nhà. Mình bỏ vô cái nồi điện. Mình nấu cho nó sôi lên rồi mình mới mới
bỏ thịt vô. Bây giờ mình cho nó thấm, xào cho nó thấm, nó săn lên. Ở đây thì mình theo dùng theo cách ở đây nha cả nhà, còn cả nhà dùng khác người ta làm thì mình không biết, mình theo làm theo cách của mình thôi. Mình sẽ nấu cho nó săn lên, cho nó thấm gia vị. Sau khi mình đã xào cái thịt này nó nóng, nó săn lên rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào vô trong cái nồi nước dừa nha cả nhà. Này nó đã săn lên ngon. Rồi còn cái nước sốt này mình ướp thịt mình cũng đổ vô luôn nữa nè. Mình để đây mình coi chừng nào mà nó thịt nó rượu lại rồi là xong cái nè. Rồi mình nêm gia vị vô cho nó ngon rồi mình gắt. Giờ mình ruột và xả mình cũng đã làm xong, mà bắt đầu mình bỏ vô trong cái nồi nước sôi mình trụng lại cho nó săn rồi mình mới đem ra ướp nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình bỏ vô đây mình sẽ đảo nó, đảo cho nó săn. Cho nó săn xong đó mình đi mình rửa lại nha cả nhà. Rửa lại xong rồi bây giờ mình mới ốp gia vị rồi mình đem lên mình xè nha. Ngon quá cả nhà. Mình cũng phái nhất là cái món ruột heo khè nước dừa nha cả nhà. Thịt mình cũng đã ốp xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ bà xã mình đổ vô đây xong rồi đổ nước dừa vô luôn cái gì ạ? Cho nó săn săn lại cái rồi mình đổ nước dừa vô. Ông bạn hôm trước mới học về, mấy bạn mới học về. Cô chú mới học về. Làm lại. Nhà mình ở đây là sau là ruộng cánh đồng mênh mông nha cả nhà. Quá trời luôn. Bây giờ lúa đã chỗ rồi, nó cong trái me hết cả nhà. Đây là cánh đồng ruộng mênh mông. Bây giờ là cái nồi ruột heo khè nước dừa bây giờ nó sôi đó cả nhà. Mình đợi cho nó sắc lại, nó cạn lại cái nồi cho nó vàng lên rất là ngon rồi mình mới tắt lửa nha cả nhà. Đây. Còn đây là cái nồi thịt kho trứng của mình đây cả nhà. Bây giờ nó cũng đã sôi, đợi cho nó rượu rồi mình lấy xuống. Nồi thịt mình nó hấp cạn rồi cả nhà. Thịt khè nước dừa mình cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Ấy ruột khè nước dừa mình cũng đã chín rồi. Quá trời ngon cả nhà ơi. Bây giờ nó vàng chảy luôn nè. Bây giờ là mình để cho nó khô nước, cho nó rút vô thêm chút nữa là mình đem ra mình xắt đó mình ăn cơm cả nhà. Nó cũng sắp sửa mềm rồi. Mình mà kho cho nó rượu luôn cả nhà. Bây giờ ruột heo khè nước dừa mình cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Đây. Rồi món thịt kho hột vịt thì mình cũng đã xong. Vì sao cái này nó hơi trắng quá, không thấy nó màu đỏ gì. Nó chưa sắc xuống. Chưa sắc xuống hả?
mà nó cũng mềm mà mình cũng múc cái ăn luôn cả nhà. Rồi đây là canh khoai mỡ, đậu đũa xào. Rồi mình cũng mời cả nhà mình cùng ăn luôn nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Rồi mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Bây giờ mình cũng xuống dùng cơm, mình cũng mời tất cả cô chú anh chị và các bạn nhà ăn dùng cơm với vợ chồng mình luôn nha. Mình sẽ thử một miếng ruột heo kia nước dừa nha cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mời ăn cơm. Ngon vừa ăn lắm nha cả nhà. Mình mời cả nhà miếng thịt kho vịt luôn nha. Thịt kho trứng cút. Béo quá mỡ. Cứ ăn đi cái. Ừ, hơi mỡ. Con gần gần tới tắt liền. Động nước cả đó. Cá to to không? Có kìa, có vỏ kìa. Gần gần tới cắt liền, cá lóc để tới nước chui không? Cá đấy để ăn buộc không? Thì bê. Tắt lọc vào, nó quậy lên. Cả nhà có coi xem clip mình, thương mình cho mình một đăng ký kênh, một like cả nhà. Rồi mình cảm ơn cả nhà rất nhiều, mình cũng xin kết thúc clip tại đây lên cả nhà.